Dạ, xin tôi kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay là ngày rằm tháng 8 âm lịch, cũng là ngày Tết Trung Thu. Dạ, hai chị em con thay mặt cho dì Ngọc Trinh ở Mỹ là làm gửi tặng bánh tầm tôm chay và nước trà đường đến bà con ở quê. Dạ, thì gia đình của con chuẩn bị xong rồi, bây giờ bắt đầu gửi tặng cho bà con của mình nha. Dạ, thì món bánh tầm chay hôm nay thì gồm có hai bánh tầm nha bà cô chú. Dạ, ăn kèm với rau là có giá nè, dưa leo với cơm thơm. Dạ, bên đây là mâm bì. Dạ, đặc biệt là mâm củ sắn xào với tôm nha. Dạ, mỗi phần là kèm thêm một ly trà đường đúng không cô chú? Dạ, bây giờ hai chị em con bắt đầu làm gửi tặng bánh tầm chay cho bà con nha. Được gì gửi cho cầm được không? Hai tay nha. À, dạ không được cái bao tay nãy ruột quá. Đó này nước đó trơn lắm chú, thấy cái đường xuống chú. Để chung luôn hả chú? Gửi cho bà Út luôn. Hai đại luôn hả chị? Dạ, hai ly trà đường. Rồi tới dĩa cho bà hai chị, dĩa bà hai. Chú cho con để. Dạ. Dạ, gửi chú với bà Út. Dạ. Dạ, được gì gửi ta hai? Ta hai cảm ơn. Dạ. Dĩa này của ai? Đồ dĩa chị ba luôn á chị. Tại không biết của chị. Tôi đi làm. Dạ. Có gì nào ấy lấy một hai quay trước thì mình. Dạ, được gì gửi. Dạ. Rồi qua đây Út Thơ sẽ để củ sắn xào với tôm. Dạ, được gì gửi chị ba? Dạ. Cái ly nước nữa chị ba. Dạ. Dạ, để con chút thôi bà sao. Có gì lấy một hai quay giùm con thêm bà sao. Con chuẩn bị rất là sớm. Dạ, luôn để tặng cho bà con ăn sáng. Dạ. Đây, được gì gửi cho mình. Dạ, được gì gửi? Dạ. Dạ. Dạ, cái này nữa là cái. Dạ. Dạ. Dạ, lấy một con cái bọc với bà Tư. Dạ. Dạ. Dạ, bữa nay được dì Ngọc Trinh gửi tặng cho cô chú. Dạ. Dạ, đợi con chút. Thank you.
Dạ được chị gửi ạ. Chị hai đều đũa, đũa nó kìa chút. Dạ. Dạ được gì gãy hai sao cho dạ đại con chút rồi có gì lấy rửa sẵn trước giùm con luôn dòng sao tặng mình nhá dạ dạ đại con chút dạ gãy cho cô. Nhà con xé rồi mà nó cũng còn dính. Đây là được gì gỡ với hai ly nước của con. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Dạ, dạ được gì gãy. Dạ, con sắp. Dạ, dạ. Rồi, em tới lên cho đường con. Này trong hai một hộp đấy chứ. Giờ để con hộp nha. Dạ, được gì gái ba. Ba cảm ơn luôn. Dạ. Còn bì. Dạ được gì gãy hôm nay với dạ hôm nay con để bên kia rồi với hai ly trà đường con dạ dạ gãy dạ dạ, dạ. Chị em cũng có nhờ cô chú lấy dĩa nhưng mà có do cô chú ở xa với mấy cô chú đi đồng á nên là lấy hộp đây dạ dạ được gì gãy chứ cảm ơn dạ rồi ăn ngon chị gái à chưa dạ rồi dạ được gì chị gái dạ dạ nha được gì ghẻ dạ. Dạ. Đây em chúc cho chị. Nay ông hai ăn không chị? Dạ. Dạ. Không. Rồi. Rồi lấy cái đó đi. À. Em thấy ông hai cái này đi bán vé số á chị. Đó. Ra chợ bán bữa được 30 tấm. Dạ. 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 Cái
Dạ sắp được gì gửi chứ ổ quên nữa. Dạ. Dạ. Để. Dạ dư đôi hả chị? Dạ. Dạ. Em lấy bọc hai quai đi chị để vô cho. Đây, để em. Nếu mà xây qua cho chị dễ để. Đây gửi cho em của em nha. Gì gửi? Được gì gửi? Ở hậu. Ừ. Lấy hộp này. Dạ đợi con chút thôi mà. Dạ 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 con cứ lấy trước dưới đũa giùm con. Dạ. Có cái mổ không rồi chị múc tiếp. Có cái này múc cái này rồi chị. Dạ. Dạ. Dạ với hai ly cho được. Dạ gỡ chút. Dạ. À gỡ không chú? Dạ gỡ chút. Đợi chị chút. Ông ba nay ông có đi giăng lưới không? Dạ. Này rồi đợi một hộp cho ông nữa. Mẹ lấy giùm con. Này quá đó đây quá. Ừ, gửi cho ông em nha. À, cái gì gửi? Dạ, để con chút. Đây, dạ, cái này. Lấy cho một con hai ly nước nữa. Dạ. Dạ. Muốn gớt vậy. Quá trời cái hộp đó. Dạ. Gái con đây. Dạ. Dạ. Dưới đũa để đũa ngoài mấy cô lấy giùm để em xé hết tại hết mệt rồi em không thấy.
Dạ. Hai phần nha. Dạ cho chú hai. Dạ 7 giờ đây lặng. Dạ. Chú hai này khỏe chưa? Khỏe. Dạ. Đi cho thằng cho thằng cho bà tát thằng nha. Thấy ra cho bà. Dạ dạ. 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 Được gì vậy? Ủa cái đó còn có nước cốt với cái gọi hả? Dạ, phải để sao? Của bà Tám đừng để cao chị. Dạ. 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 Dạ, được gì gửi cho chị chứ? Này là của bà nè. Tới dĩa chứ thôi, dĩa này của ai? Tới dĩa thì của dĩa em không biết của ai luôn. Em quên. Dĩa của Dương Hai á chị. Rồi tới Dương Hai đó, tới dĩa. Đọc phỏng được không? Dạ. Dạ. Okay. Dạ cái này của bà. Với hai ly cho đường giùm em. Dạ. Sáng cái tay gùm. Dạ với hai ly. Dạ được gì gửi vậy nha. Chứ ly cho đường giùm con. Ê, dạ, 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 dạ. Dạ được gì gãy nha. Dạ. Đầy hộp. Dạ. Mấy chú đi làm ăn ngon luôn. Dạ được gì gãy. Dạ. Ủa hôm nay con có để đâu phòng không ta? Dạ, được rồi. Con quên ta không quen. Dạ. Dạ. Dạ dưới ly cho đường nữa chú. Bao nhiêu tới dĩa. Dạ con ghẻ. Dạ dưới ly cho đường. Cái này mình xé mà nó nhân còn dính. Nó cũng còn dính. Rộng hay dài? Cua bò dĩa không bò? Dĩa. Sáng dĩa bánh tầm mà chai rất là chẳng luôn. Đây, việc gì gửi con nha. Dưới ly cho đường nữa mà. Vô hộp sẵn đi chị. Dạ được chị gãy. Dạ. Dạ dạ đợi con chút. Bà ba. Dạ con ghế bà ba. Dạ. Dạ. Dạ con ghế bà. Dạ chứ ly nước nữa. Cảm ơn em quên. Dạ dạ.
Dạ, được gì vậy? Dạ. Dạ, ly cho đường con chút. Dạ, anh gãy ạ. Dạ. Lại. Nặng vậy. Dạ. Rồi, tới đâu phòng. Quá rồi. Dạ, ăn no luôn không? Ăn no luôn quá. Bao no luôn rồi. Dạ. À, ngái quá. Cảm ơn. Dạ. Nè, bao no luôn rồi. Cho ông năm hành nữa được không? Ê, dạ, đợi con chút. Nó bắt nó dạo quá nhà. Dạ. Giấy giùm con hai ly nước nè. Dạ gì, gì tặng ạ. Dạ. Dạ con rể nha. Dạ. Ăn ngon chú. Dạ. Ui nó bà. Dạ chưa. Dạ còn nhiều ba sáu. Tầm nè chị. Trời ơi chị. Dạ, ghé bà sắp. Dứt liền cho đường giúp con nữa. Dạ. Dạ. Chị từng đi chợ hả chị? Với chị lấy ly cho đường giùm em. Dạ em gãy. Ôi giờ nữa. Mình làm sẵn vô hộp trước. Ít ít nè. Dạ. Để ăn không hết. Dạ. Biết ăn ra được không? Được, phải đi ba ra thôi. Dạ vậy này gãy. Bốc đi. Dạ bà Út đi. Dạ bà Út. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Rồi, rồi nè. Bin nó không Út riêng hộp chung ha. Dạ. Kìa mấy hộp đó rồi kìa. Dạ, gửi cho cô trước luôn cô. Tự nhiên chị đưa cái. Dạ. 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 Dạ, ông ghế cô, dưới ly cho đường. Dưới ly nước dạ. Cô. Ủa, đổ hết rồi. Dạ, dạ, chưa, để con lấy đồ đổ. Còn nước cốt ở trong. Dạ, dạ. 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 Gửi cho thím sái với cô bảy.
chú Sáu ăn không ta? Hai hộp đi xu đi học à, những cái hai hộp để cho chú Sáu luôn. Để vô lấy nước cốt rồi. Dạ được gì vậy? Dạ. Dạ với hai ly nước luôn. Dạ chú cũng để. Cảm ơn quý cô. Dạ. Có bảy để. Cái nhà này xin dùng cho mẹ ăn hộp không? Dạ được. Dạ được. Đợi con chút. Em có già cả xin dành dẫn cho bác. Dạ. Đây. Bán tương, tại bán dạ. Cho trường. Tương mới xin với bạn. Dạ. 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 Hai cho đường chơi, dạ, đi cho đường. Cảm ơn nhiều. Dạ. Hai, hai. Cảm ơn nhiều. Có hai mấy hộp sẵn vậy phải lấy chung không? Đây rồi. Có hộp sẵn. Dạ. Dạ, với lấy cho đường. Gửi con. Dạ. Dạ, nay Kim Cương đi học hết con. Dạ, được gì tặng hết con. Cảm ơn luôn. Dạ. Kim Cương đi học chưa? Dạ. Cái này nghĩ cái chuột là Kim Cương nghĩ. Dạ, gửi con con. Dạ, được gì gửi. Như đi nước. Nhắc cho bà Sáu. Dạ. Dạ, được. Dạ, bà Sáu. Dạ. Dạ, dưới ly cho được. Dạ. Dạ, bà Sáu ăn sao hè? Giờ con quá không có nhà luôn đó. Đi, dạ, cũng dưới ly cho đường nữa. Dạ, được gì vậy? Bánh tầm rồi con, gửi tặng đó con. Dạ, ngày gồng gì gửi tặng. Dạ. 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 Dạ, dạ. Đây, gửi cho con. Dạ, dạ. Dạ, chị lấy giùm em. Lỡ là cảm ơn luôn nha. Dạ. Chị, lấy giùm em ly nước. Dạ mới đi động vậy. Má chín lấy một con luôn á chú. Dạ được gì dạ. Gửi ạ. Dạ. Còn phần nó gửi cho chị. Đem vô lấy vịt chấm. Mới đi động vô luôn hả chị? Dạ mới nghe luôn. Dạ, gửi chị. Dạ. 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 Dạ, ông bà cô chú ơi, sáng hôm nay hai chị em con cùng với cô Bảy với chú Sáu rửa tặng xong bánh tầm tôm chay và nước trà đường đến bà con. Dạ, hôm nay bà con có nhận được rất là vui mừng luôn. Dạ, cảm ơn tấm lòng của dì Ngọc Trinh rất là nhiều luôn. Ngày gặp rửa tặng món ăn chay rất là ngon. Dạ, thì con chúc cho dì và gia đình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Thì hai chị em của con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ xin chào. Dạ xin chào các nhà.